Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thiết bị liên quan tới kỹ thuật môi trường, một cái máy bơm chịu trách nhiệm về hoạt động về bơm nước trong hệ thống xử nước thải. Một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống nước thải đó là một máy bơm chìm. Đây là mình sẽ giới thiệu sơ lược về cái máy bơm chìm. Đây là hiệu Rambus của Đài Loan, được nhập khẩu từ nhà máy Hàng Long từ bên Đài Loan. Đây là trang web bên Đài Loan, các bạn có thể vào truy cập vào trang web này để tìm hiểu thêm về sản phẩm. Thì bên mình sẽ nhập khẩu một model như nửa gang nửa nóc, các bạn cho coi trên màn hình những con bơm này. Đây là bơm này, đây là cái bộ coupling, khớp nối tự động đó. Khi mà các bạn lắp đặt xuống dưới thì thầy đường ống đi lên, khi mà bảo trì bảo hành máy bơm thì bạn thì kéo cái bên này lên bờ, còn nguyên cái hệ thống này nhé, nó ở dưới bể luôn đó. Cái này là để mà mất mình nói sau, rồi nó sẽ sơ lược về cái thiết bị máy bơm này. Thì cái máy bơm này nó sẽ có dòng lưa kilowatt khoảng từ nửa ngựa cho tới 15 kg 15 HP. Thì các bạn xem trên màn hình, đây là những cái dòng máy bơm chìm, đây là máy bơm chìm đặt trong nước. Thì các bạn bên kỹ sư môi trường, khi các bạn ra trong học xong kiến thức trong nhà trường, sau các bạn đi ra vận dụng trong thực tế, và các bạn sẽ sơ lược nắm về các thiết bị trong hệ thống nước thải có những gì, máy bơm gì và vận hành ra sao, thì các bạn hãy nắm kỹ khi mà các bạn vào công ty làm việc, thì các bạn biết sơ lược về những thiết bị như này. Khi chúng ta vào công trường hay là chúng ta đi dự thầu, chúng ta giới thiệu sơ lược về những thiết bị máy bơm và công nghệ cũng gắn liền với máy bơm cũng gắn liền với công nghệ, hai cái đều song song nhau đó. Các bạn lưu ý những điều đó, mình phải nắm vững chắc về lý thuyết và ngoài thực tế. Trong lý thuyết nó chỉ là khoa học công nghệ xử lý, nhưng trong cái hồ đó vẫn có một cái thiết bị để hỗ trợ đó, để bơm nước qua về lưu lượng ra sao thì bạn hãy nắm rõ đó. Khi chúng ta thuyết phục với khách hàng, đây là sơ lược, thì đây là những cái tính năng sơ lược trên các bạn đang thấy trên màn hình đó. Đây là cái đường tính năng, đây là cái bơm sẽ điện sẽ có 50 hạt và 60 hạt. Ở Việt Nam mình thì xài 50 hạt, ở nước ngoài thì có vùng Nhật hay là vùng nước châu Âu hay Mỹ nó xài 60 hạt, còn mình là nhập về mình dùng 50 hạt. Tại hãng bơm này cũng có 60 hạt luôn. Đó. Đây là mình tất cả các catalog hay là các dòng sản phẩm đều giống như nhau hết, vẫn là cũng có tên thương hiệu liên quan đó, và phía trước nó sẽ là số ký hiệu. Thì mỗi hãng nó sẽ đặt ra tên gọi khác nhau để mình phân biệt của từng hãng thôi. Ví dụ B1052 thì số 1 phía trước là một pha đó, khoảng cách một pha đó, một pha. Còn số 0, số 5 thì nửa ngựa là 0.4, còn số 2 là họng ra của máy bơm, họng ra của máy bơm là 60. Đó. Mỗi hãng nó đều có một ký tự riêng, và ký tự chữ B đầu tiên là tượng trưng cho cái dòng nửa gang nửa nóc. Các bạn xem, đó là cái dòng nửa gang nửa nóc, là có nghĩa là cái phần phía trên nắp này, nắp gang từ cái khúc này trở xuống là gan luôn, cái thân giữa là nóc, gọi là nửa gan nửa nóc. Và cái dòng này là thông dụng thị trường của Việt Nam mình vẫn đều đoàn lại rất là nhiều, nó rất là nhiều dòng, nhưng mà bây giờ mình chỉ chỉ sơ được về nửa gan nửa nóc thôi. Sau này mình sẽ từ từ mình sẽ giới thiệu lần lần. Thì trong con bơm chìm của nước ngoài nói riêng, của Đài Loan và nói chung của thế giới, nó gồm
cấp điện, một phần là lây nhiệt, một phần là motor, phần là hoạt đạn, kế tiếp là siêu phốt, gọi là phốt đó, rồi cánh và đến buồng, là hai này là trục cánh với buồng nó này như dưới này các bạn. Thì hồi nãy mình cũng đã giới thiệu sơ các bạn, nó giống như này là nó sẽ chỉ trong catalog, nó chỉ sẽ hết là số 2, số 3 là gì, số 5 là gì, số 3 phía trước là gì, phía trước là model, cái series của nó, phía trước là cái gì. Đó, rồi đây là cái phần kích thước là nó bơm, đây là cái auto coupling. Đây, cái phần auto coupling đó thì mình sẽ giới thiệu sơ lược sau thôi, cái sơ lược thôi, lần sau mình phải đi vào thực tế luôn. Đó. Và ở đây là tổng thể thiết bị cái bơm chỉ được ngâm trong nước luôn. Hay của hãng Ramos và Đài Loan. Thì mình sẽ giới thiệu sơ các bạn về những cái thiết bị như vậy. Là các bạn học ngành kỹ thuật hay là môi trường và nắm rõ về những cái thiết bị trong cái công nghệ mình có cái gì có cái gì, khi mình đi gặp khách hàng á, mình biết mình nói với khách hàng là trong cái công nghệ này sẽ áp dụng những thiết bị như vậy, và các bạn tư vấn thiết bị ok, tư vấn công nghệ ok, thì hai cái thì kết hợp nhau rất mạnh mẽ và thực hiện trong sau này, cho dù công nghệ nó rất là nhưng mà thiết bị bạn chọn sai nó sẽ không bao giờ đạt được, tại vì lưu lượng của bạn bản tính trung bình đó, nước bể điều hòa qua bể lắng thời gian bao nhiêu, bể điều hòa là nước, nhưng mà bạn chọn con bơm quá nhỏ đi, nó bơm không kịp thì nó sẽ giảm được, nó sẽ giảm cái tính năng và hiệu quả cái công nghệ của bạn được. Rồi một cái là các bạn chọn cao quá thì nó bơm rất nhanh, làm nhanh đi quá trình xử lý trong bể auto. Nó thì phải phụ thuộc vào công nghệ và thiết bị, nó sẽ đi đôi nhau, mỗi bên nó hỗ trợ qua lại sẽ tạo ra một tổng thể. Đó, đây là một cái phần thiết bị máy bơm chìm nhỏ trong cái hệ thống đó. Trong hệ thống đó rất là phải kể đến rất là khoảng chừng đến 10 cái thiết bị, nó rất là nhiều. Đó, mình là mình bán này mới thiết bị máy bơm thôi, và còn mấy cái thiết bị khác. Mình sẽ trước tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thiết bị bơm chìm, không những Đài Loan, Ý, Nhật, các bạn phải biết hết. Khi các bạn ra trường, các bạn chỉ cần tới công ty và các bạn xin việc, các bạn nói, à em biết cái con bơm này là hãng nào sản xuất đâu, nó chất địa gan nó tốt hay không, đó các bạn nói ra thì công ty môi trường tuyển dụng các bạn, công ty môi trường mình xếp nói là được, biết hết, vận dụng được để đưa vào thiết kế, rất là hỗ trợ, rất là tuyệt vời cho các bạn. Đó, các bạn nhớ tham khảo và lần sau mình phải đi sơ lược vào thiết bị bơm chìm, có rất là nhiều phần mình phải chia ra từng phần, mình không thể nào nói hết được trong cái video như này. Đó, và các bạn hãy nhớ đón xem những video tiếp theo của mình, và xin chào các bạn, đặc biệt với những người ngành kỹ thuật và môi trường, hãy quan tâm về công nghệ, hãy cần thêm thiết bị phụ trợ vào công nghệ mới là đạt được cái hoàn chỉnh nước đầu ra của mình. Đó, xin chào và các bạn, rồi hẹn gặp lại các bạn sau.